Kể từ đầu tháng 5 đến nay, Trung Quốc đã tiếp tục cử nhiều lượt tàu xâm phạm vào vùng biển bãi Tư Chính lấy lý do tuần tra khảo sát để ngăn cản các hoạt động hạ đặt giàn khoan dầu khí mới của Việt Nam. Vụ việc này đã thổi bùng lên những căng thẳng trên biển giữa hai quốc gia. Mọi chuyện chỉ tạm lắng ít ngày trong thời gian tàu sân bay Mỹ ghé thăm Việt Nam và Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung Quốc. Tuy nhiên sau đó căng thẳng lại tiếp tục bùng lên dữ dội. Nhiều tướng diều hâu phía Trung Quốc kêu gọi dạy cho Việt Nam một bài học, đòi dùng vũ lực để chiếm bãi Tư Chính của Việt Nam. Kịch bản chiến tranh biên giới năm 1979 phải chăng sẽ lặp lại? Sau hơn 40 năm, Trung Quốc liệu có đánh nổi Việt Nam? Quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình và chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời ngay sau đây. Trên bản đồ bãi Tư Chính, một cụm rạn san hô ở phía nam biển Đông, cách đất liền Việt Nam cách bờ biển Vũng Tàu 160 hải lý và cách bờ biển đảo Hải Nam của Trung Quốc hơn 600 hải lý. Nó có chiều dài 63 km, rộng 11 km và diện tích khoảng 500 đến 700 km. Phần quan sát bằng mắt thường rộng 33,8 km vuông. Nơi nông nhất của bãi Tư Chính là ở phía bắc, có độ sâu là 16 m. Bãi Tư Chính hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ 200 hải lý của Việt Nam. Theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982, đối với Trung Quốc, họ cố gắng vin vào yêu sách đường chính đoạn vốn đã bị Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ bằng phán quyết hồi năm 2016 để lý giải cho hành động của mình tại đây. Trong phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa trọng tài kết luận rằng các vùng biển do Trung Quốc xác lập ở Biển Đông không được vượt quá giới hạn do UNCLOS quy định. Vì Trung Quốc đưa ra yêu sách quyền chủ quyền, quyền tài phán và quyền lịch sử trong phạm vi đường chính đoạn là vi phạm các quy định của UNCLOS năm 1982 và không có hiệu lực pháp lý. Vậy câu hỏi đặt ra là vì sao Trung Quốc lại thèm khát bãi Tư Chính của Việt Nam đến thế? Bãi Tư Chính là vùng biển rất giàu tài nguyên, đặc biệt là dầu khí với trữ lượng có thể lên đến hơn 5 tỷ tấn và hàng ngàn mét khối khí. Số lượng dầu khí này có thể đảm bảo cho nền kinh tế Trung Quốc vận hành trong ít nhất là 10 năm. Còn nền kinh tế Việt Nam có thể hoạt động ổn định trong ít nhất 50 năm với trữ lượng tài nguyên đó. Trung Quốc thèm khát bãi Tư Chính để giải cơn khát năng lượng ngày càng tăng với cấp số nhân và đảm bảo về mặt an ninh năng lượng để phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế với tham vọng vươn lên siêu cường số 1 thế giới. Các chuyên gia và nhà cầm quyền Trung Quốc từ lâu đã dự báo về sự khát năng lượng của nước này. Hiện nay, Trung Quốc đang nhập khẩu gần tới 60% dầu mỏ. Đến năm 2030, con số này sẽ tăng lên 66,6% cho đến năm 2040, sẽ là 75%. Hơn thế nữa, khoảng hơn 7 năm nay, xung đột tại khu vực Trung Đông Bắc Phi, đặc biệt là những diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran, nơi lượng dầu mỏ của Trung Quốc chủ yếu được nhập về qua eo biển Hormuz, khiến Trung Quốc cảm thấy bất an. Nếu căng thẳng leo thang, Iran hoàn toàn có thể tính đến phương án phong tỏa eo biển này. Điều này có thể khiến nền kinh tế Trung Quốc tê liệt khi các chuyên gia của nước này ước tính tổng dự trữ dầu mỏ của Trung Quốc không vượt quá 10 đến 15 ngày. Về vị trí địa lý, bãi Tư Chính là một cụm rạn san hô nằm ở phía nam biển Đông, án ngữ một trong những tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới, chiếm được bãi Tư Chính và bồi lấp thành công nó thành một hòn đảo. Trung Quốc sẽ hoàn toàn kiểm soát tuyến đường thủy quan trọng này. Lịch sử giao tranh ở bãi Tư Chính. Trong 30 năm qua, Trung Quốc thường xuyên có những hành động xâm phạm trái phép khu vực bao gồm cả những hoạt động tuần tra thăm dò dầu khí, nhưng luôn bị Việt Nam phản đối và phản ứng dữ dội. Ngày 8 tháng 5 năm 1992, một công ty nhỏ của Mỹ là Redstone Energy Corporation được Trung Quốc cấp quyền thăm dò dầu khí trên một diện tích 25.155 km vuông biển mà Trung Quốc gọi là Vạn An Bắc, cạnh khu vực bãi ngầm Tư Chính. Đồng thời, Trung Quốc cũng ký hợp đồng giao 5.076 km vuông biển tại bãi Tư Chính cho doanh nghiệp này. Lãnh đạo tuyên bố Hải quân Trung Quốc bảo vệ hoạt động của họ. Việt Nam một mặt phản ứng mạnh động thái trên, một mặt cấp quyền một lô dầu khí cạnh đó cho hãng Mobil cũng của Mỹ, mặt khác lôi kéo sự quan tâm của phía Nga.
đã có một vài vụ đụng độ ngắn ngủi của hải quân khi tàu của Ridgeston và Smallville tới vùng biển trên. Đến năm 1994, Ridgeston lại có kế hoạch thăm dò lô vàng An Bắc 21 theo cách gọi của Trung Quốc về vùng biển Tư Chính. Nhưng đứng trước đe dọa can thiệp vũ lực của Việt Nam, công ty này lại phải gác ý định. Cũng trong năm này, Việt Nam thuê công ty Vietsop Petro tìm cách khoan một giếng dầu trong khu vực nhưng bị Trung Quốc bao vây giàn khoan nhằm ngăn chặn tiếp tế. Hai năm sau, vào năm 1996, Việt Nam thuyết phục được hãng Conoco của Mỹ thăm dò dầu khí tại hai lô 133 và 134, bao trùm diện tích 14.000 km2 tại vùng biển hầu như trùng khớp với vùng biển mà Trung Quốc giao cho Ridgeston năm 1992. Trung Quốc xem hành động của Việt Nam là bất hợp pháp và vô giá trị, đồng thời cảnh báo trực tiếp với công ty Conoco. Việt Nam khi này cho rằng không cần phải thảo luận với Trung Quốc về hợp đồng dầu khí, bởi lẽ vùng khai thác thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Cuối tháng 7 năm 2017, BBC News loan tin lấy từ một doanh nghiệp dầu khí Đông Nam Á và nguồn ngoại giao của Việt Nam, cho rằng phía Việt Nam bị Trung Quốc gây áp lực phải hủy bỏ hoạt động thăm dò mỏ khí lớn tại lô 136-03 do công ty Talisman Việt Nam có công ty mẹ là Ridgeston Tây Ban Nha mới bắt đầu cách đó một tháng. Đối tác này được cho là bị yêu cầu rời khỏi khu vực, mặc dù họ đã đầu tư khoảng 300 triệu đô la Mỹ vào thương vụ này. Ngày 18 tháng 6 năm 2019, tàu cảnh sát biển được trang bị vũ trang hạng nặng, ký hiệu 35111 của Trung Quốc đang neo đậu cách bãi Tư Chính 64 km về phía Tây, đã thực hiện các hành vi khiêu khích xung quanh giàn khoan Hakuryu 5 được Việt Nam thuê của Nhật Bản và hoạt động từ ngày 15 tháng 5 năm 2019 ở lô 0601 thuộc dự án Nam Côn Sơn liên doanh của Việt Nam với Nga. Từ ngày 3 tháng 7 năm 2019, tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 thuộc quyền quản lý và sử dụng của chính phủ Trung Quốc đã đi vào vùng biển gần với khu vực bãi Tư Chính. Đi theo bảo vệ tàu này còn có 3 tàu hải giám của Trung Quốc được vệ tinh phát hiện, đặc biệt là tàu hải giám trên 10.000 tấn ký hiệu 3901 và tàu dân quân biển Wonsansazu 0014. Các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam ngay lập tức xuất hiện ở khu vực này và thực hiện các hoạt động cần thiết để bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của mình. Theo Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải AMTI, Trung Quốc tăng hơn gấp đôi số tàu cảnh sát biển tuần tra trên các vùng mỏ dầu khí của Việt Nam ở bãi Tư Chính trong năm 2022, tăng từ con số 142 ngày vào năm 2020 lên tới 310 ngày vào năm 2022. Theo các chuyên gia, mục tiêu của Trung Quốc trong việc tuần tra tại những khu vực này để thiết lập cái gọi là quyền lịch sử đối với tuyên bố đường chính đoạn. Năm 2023, sau khi Việt Nam hạ đặt thành công một giàn khoan tại bãi Tư Chính, Trung Quốc liên tục đưa tàu khảo sát được hộ tống bởi các tàu hải cảnh và tàu dân binh đến ngăn cản, gây ra cuộc đối đầu căng thẳng lần thứ tư tại vùng biển này. Lần đối đầu này, phía Việt Nam đã không khoan nhượng, một mặt chỉ đích danh Trung Quốc xâm phạm vùng EEZ và thêm lục địa của Việt Nam, yêu cầu Trung Quốc rút tàu khảo sát khỏi vùng biển Việt Nam. Mặt khác, Việt Nam đã điều hàng chục tàu kiểm ngư, tàu cảnh sát biển đến ngăn chặn quyết liệt khiến Trung Quốc nhiều lần phải rút lui để bổ sung lực lượng. Từ ngày 8 tháng 6, tàu hải cảng Trung Quốc CCG 5901 hiện diện tại vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam EEZ ở phía tây bãi Tư Chính. Điều khiến sự kiện này đáng chú ý đó là CCG 5901 là một trong những tàu hải cảnh lớn nhất thế giới với chiều dài 165m và nặng 12.000 tấn của Trung Quốc. Con tàu này vượt trội hơn hẳn so với những tàu kiểm ngư dài trên 56m của Việt Nam được cắt cử để theo sát các hoạt động của tàu Trung Quốc. Ngoài ra, con tàu khổng lồ Sansa 2, Tamsa 2 và tàu tuần tra Zhongguo Zhuzhang 310 của Hải quân Trung Quốc cũng đã hướng đến bãi Tư Chính trong một động thái khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Trung Quốc không thể động binh. Tuy bãi Tư Chính giàu tài nguyên và có vị trí đặc biệt quan trọng như vậy, nhưng cho đến nay, Trung Quốc chỉ đem tàu khảo sát, dân binh và hải cảnh để quấy nhiễu ngăn cản Việt Nam khai thác dầu khí mà không dám động binh, mặc dù sức mạnh hải quân của họ vượt trội hơn rất nhiều lần. Tại sao lại như vậy? Tuy bãi Tư Chính đem lại những nguồn lợi khổng lồ, nhưng nếu chiến tranh xảy ra với Việt Nam, Trung Quốc cũng sẽ chịu những tổn thất kinh tế to lớn không thể đong đếm được.
kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2022 đạt 228 tỷ đô la Mỹ. Theo số liệu từ phía Trung Quốc, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc và lớn thứ nhất trong ASEAN. Rất nhiều nguyên vật liệu phục vụ cho các ngành công nghiệp tại Việt Nam được nhập khẩu từ Trung Quốc. Do đó, nếu chiến tranh nổ ra, quan hệ thương mại hai bên sẽ bị đình chỉ. Khi ấy sẽ có hàng chục triệu người lao động Trung Quốc mất việc, gây ra những hậu quả khó lường về kinh tế, xã hội của nước này. Ở góc độ quân sự, bãi Tư Chính hoàn toàn nằm trong tầm bắn của các tên lửa bờ và các tàu tên lửa ven bờ của Việt Nam trong khi cách rất xa lục địa Trung Quốc. Với các tên lửa như K-300B, Bastion B, B-800 Sakhon và đặc biệt là hệ thống tên lửa siêu thanh BrahMos mà Việt Nam dự định sẽ nhập từ 5 đến 7 tổ hợp từ Ấn Độ, Việt Nam hoàn toàn có thể khống chế được vùng biển này. BrahMos là tên lửa hành trình siêu thanh do tập đoàn liên doanh hàng không BrahMos giữa tổ hợp DRDO của Ấn Độ và NPO Maxinochoice India, NPOM của Nga nghiên cứu phát triển, là tên lửa siêu thanh ứng dụng công nghệ tàng hình. BrahMos có thể phóng từ tàu nổi, tàu ngầm, máy bay hay các trạm phóng lưu động trên mặt đất. BrahMos được tuyên bố là có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt nước với độ cao thấp hơn 10 mét, di chuyển với tốc độ từ 2 Mach đến 3 Mach và đạt 7 Mach ở pha cuối. Với tốc độ này, tầm bay thấp và tọa độ di chuyển liên tục thay đổi. BrahMos được cho là rất khó đánh chặn. Vì thế có thể nói, dù chiếm được bãi Tư Chính, Trung Quốc cũng sẽ không thể giữ được. Ở mặt trận ngoại giao, việc chiếm bãi Tư Chính sẽ khiến Trung Quốc chịu rất nhiều áp lực quốc tế. Mỹ và phương Tây cũng có lý do để áp đặt các lệnh trừng phạt khắc nghiệt. Khác với Nga, là một nền kinh tế tương đối khép kín thì kinh tế Trung Quốc là một nền kinh tế dựa vào xuất khẩu. Nếu bị trừng phạt sẽ nhanh chóng bị sụp đổ và trở nên hỗn loạn. Việc chiếm bãi Tư Chính cũng có thể khiến các nước có tranh chấp với Trung Quốc trở nên cảnh giác hơn, đặc biệt là Đài Loan. Thống nhất Đài Loan luôn là ưu tiên số một của Trung Quốc và đây cũng là nơi Trung Quốc cần phải ưu tiên đánh chiếm. Vì vậy, nếu Bắc Kinh sa lầy vào một cuộc chiến tranh ở nơi khác, thời điểm này Đài Loan có thể tuyên bố độc lập. Nếu Trung Quốc không phản ứng đủ mạnh thì sẽ mất hòn đảo này vĩnh viễn. Chỉ một bãi đá ngầm rồi không thể giữ được so với việc để mất Đài Loan. Đúng là cái được chẳng bỏ cho cây mất. Cuối cùng, bãi Tư Chính là lợi ích cốt lõi của Việt Nam. Việc dùng vũ lực chiếm bãi Tư Chính chắc chắn sẽ khiến Việt Nam ngã về phía Mỹ. Mỹ hiện đã sử dụng 9 căn cứ hải quân của Philippines chạy dọc theo Biển Đông. Nếu tiếp tục được sử dụng các căn cứ hải quân của Việt Nam, đặc biệt là căn cứ Vịnh Cam Ranh tốt bậc nhất thế giới, thì các đảo Trung Quốc đã quân sự hóa trên Biển Đông chỉ được như lâu đài trên cát. Trong năm nay, đúng như dự đoán của nhiều chuyên gia, tình hình Biển Đông sẽ tăng nhiệt và thêm phức tạp cùng lúc với những diễn biến khó lường trên chiến trường Ukraine. Theo nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc, có 3 lý do chính cho thái độ ngày càng quyết đoán và có phần hung hăng hơn từ phía Bắc Kinh trên Biển Đông. Đầu tiên là việc tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC giữa ASEAN và Trung Quốc dường như đang đi vào giai đoạn bế tắc và hành động của Trung Quốc là muốn đổ lỗi cho ASEAN nếu đàm phán thất bại. Được bắt đầu khởi động vào năm 2000, tiến trình đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông Coded COC giữa ASEAN và Trung Quốc cho đến nay chưa đạt kết quả cụ thể. Hai lý do khác theo nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc là Trung Quốc muốn lợi dụng sự suy yếu của Nga trên chính trường thế giới khi gây sức ép với lô dầu khí do Nga đang khai thác và vận hành trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhằm tiếp tục khẳng định chủ quyền. Ngoài ra, trước những tin đồn dồn dập về nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ, thì Bắc Kinh dường như muốn gây sức ép cho phía Hà Nội. Lý do quan trọng nhất theo tôi là Trung Quốc muốn gây sức ép liên tục để Việt Nam từ bỏ tư tưởng đi với phương Tây, đi với Mỹ, đánh bại ý chí tự do hóa, đa phương hóa quan hệ ngoại giao của Việt Nam. Trung Quốc muốn cho Việt Nam thấy các nước phương Tây chỉ quan tâm đến tự do hàng hóa và sẽ không muốn can dự liên quan đến tranh chấp chủ quyền, ông Đinh Kim Phúc cho biết thêm. Có thể nói, tuy không dám động binh vào lúc này, nhưng Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ mộng xâm lược. Hiện tại họ sẽ vẫn sử dụng chiến thuật vùng xám, tăng cường tuần tra để khẳng định chủ quyền phi lý cũng như ngăn cản Việt Nam khai thác tài nguyên dầu khí và chờ thời cơ thích hợp để nuốt trọn bãi Tư Chính cũng như toàn bộ Biển Đông.
Tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc có lẽ không phải là vấn đề mới lạ đối với chúng ta khi trải dài khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương đã có đến 13 nước đang vướng vào những cuộc xung đột trên nhiều phương diện với Trung Quốc, đặc biệt trong đó có cả Nga và Triều Tiên. Thế nhưng, người xưa đã có câu, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Trung Quốc có thể gây hấn với toàn nhân loại nhưng lại không bao giờ dám đối đầu trực tiếp với siêu cường số 1 thế giới là Hoa Kỳ. Phần lớn lý do đến từ tiềm lực quân sự khổng lồ của xứ cờ hoa. Vậy, Trung Quốc khiếp sợ vũ khí gì nhất của Mỹ nếu như phải đối đầu với nước này trong một cuộc chiến tranh toàn diện? Trước những thách thức chiến lược của một Trung Quốc ngày càng hung hăng, Mỹ sẽ chuyển trọng tâm răn đe bằng vũ khí thời chiến tranh lạnh sang răn đe bằng vũ khí công nghệ cao. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ đã triển khai 250.000 lính đóng tại Tây Đức, làm lực lượng răn đe và ngăn chặn các mối đe dọa tiềm tàng từ Liên Xô, đồng thời tích cực phát triển lực lượng hạt nhân. Lúc đỉnh điểm, Washington có trong tay tận 31.000 đơn vị vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, loại vũ khí răn đe hiệu quả của Mỹ trong thời kỳ chiến tranh lạnh chính là các tàu sân bay và máy bay ném bom chiến lược B-52 Space Storm Fortress. Cuộc cạnh tranh địa chính trị của Mỹ và Trung Quốc diễn ra không chỉ trên đất liền mà còn trên biển, trong không gian vũ trụ và không gian mạng. Hải quân Mỹ với thế mạnh luôn là bá chủ trong lĩnh vực hàng hải toàn cầu. Thế nhưng, sức mạnh hải quân của Trung Quốc cũng không thể xem thường. Tất cả những chuyên gia hoạch định chiến lược của Mỹ đều có sự đồng thuận cao khi cho rằng hải quân là lực lượng quân sự quan trọng nhất để bảo vệ lợi ích quốc gia của Mỹ, vì vậy phải tập trung đầu tư. Nhưng sang đến thế kỷ 21 thì tàu sân bay lại không phải là vũ khí chủ lực của Hải quân Mỹ, mà vũ khí chủ lực là 92 tàu tuần dương khu trục hạm, được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis đang hoạt động trên tất cả các đại dương, thực hiện các hoạt động tự do hàng hải. Những tàu chiến này đảm bảo quyền thống trị của Mỹ trên các đại dương và hộ tống hạm đội, kể cả tàu sân bay khỏi các mối đe dọa tấn công bằng tên lửa và đường không. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo chính phủ Mỹ nên xem xét cẩn thận để có thể duy trì ưu thế hàng hải của mình, đặc biệt là đầu tư vào các tàu chiến trang bị hệ thống chiến đấu Aegis. Hiện tại, hệ thống chiến đấu này đã được tích hợp trên toàn bộ các tàu khu trục lớp Arleigh và tàu tuần dương hạm Ticonderoga. Khi Ticonderoga được trang bị tới 122 ống phóng thẳng đứng MK-41, có thể mang theo nhiều loại tên lửa khác nhau, còn Arleigh được gắn tận 90-96 ống. Nếu kết hợp với nhau, chúng có thể thiết lập ô phòng thủ trên không, mặt biển và dưới nước để bảo vệ cho cả nhóm tác chiến tàu sân bay. Nhưng thực tế, chúng sẽ chẳng thể nào phát huy được uy lực của mình nếu thiếu đi hệ thống chiến đấu Aegis. Thế thì, hệ thống này có gì đặc biệt mà có thể biến một con tàu chiến đấu bình thường trở thành cơn ác mộng của mọi hạm đội trên khắp các đại dương? Hệ thống chiến đấu Aegis do Hải quân Mỹ triển khai được mệnh danh là hệ thống chiến đấu tiên tiến và phức tạp nhất thế giới, là trái tim của hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo xuyên quốc gia mà Mỹ đang xây dựng. Nó được hiểu đơn giản là sự tích hợp của nhiều thành phần khác nhau dựa trên một số hệ thống cảm biến riêng biệt để theo dõi và phát hiện các mối đe dọa khác nhau từ mìn, ngư lôi, tàu ngầm đến các mục tiêu trên không, tên lửa chống hạm, tên lửa đạn đạo. Vũ khí chính của hệ thống chiến đấu Aegis là tên lửa đánh chặn Standard Missile SM. Các biến thể đời đầu của hệ thống này sử dụng tên lửa đánh chặn RM-66-67-156. Đây là loại tên lửa nhiên liệu rắn có tầm bắn tối đa tới 170 km với tầm cao 25 km. Biến thể SM-2 Block IIIA sử dụng đầu dò radar bán chủ động. SM-2 Block IIIB sử dụng đầu dò hồng ngoại bán chủ động. Các biến thể Aegis hiện đại hơn sử dụng tên lửa đánh chặn RM-161-SM-3, tên lửa có tầm bắn lên đến 2.500 km, tầm cao tới 1.500 km và nó được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm xa ở bên ngoài tầng khí quyển. Thế nhưng, để chiếm thế thượng phong trong trận chiến lớn với Trung Quốc, bắt đầu từ những con sóng ngoài Biển Đông thì Hoa Kỳ cần phải chuẩn bị nhiều hơn thế. Và một trong những chiến binh mà Lầu Năm Góc đang nắm giữ khiến Bắc Kinh khiếp sợ nhất chắc chắn phải kể đến tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk, sứ giả của chiến tranh. Thật vậy, tên lửa Tomahawk luôn đóng vai trò mở màn quan trọng mỗi khi Mỹ muốn tuyên chiến hoặc tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu tại một quốc gia nào đó. Điểm đến của Tomahawk trong những năm gần đây là Iraq, Afghanistan, Libya và mới nhất là Syria.
Thậm chí, loại tên lửa hành trình có độ chính xác cực cao này giờ đây đã được quân đội Mỹ ưu tiên trang bị trên tất cả các phương tiện chiến đấu không chỉ của không quân lẫn lục quân mà còn cả của hải quân. Ở phiên bản hải quân, nó có hai biến thể là Block 5A trang bị đầu đạn chống hạm, có khả năng tấn công tàu mặt nước cách xa tới 1.609 km và Block 5B lắp đầu đạn tấn công mục tiêu trên bộ. Nó cũng được tích hợp một đầu đạn mới có phạm vi hoạt động rộng hơn với sức công phá mạnh hơn. Phạm vi hoạt động của Tomahawk đóng vai trò đặc biệt quan trọng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc cũng đang gia tăng cạnh tranh về sức mạnh của tên lửa. Trong đó, phải kể đến các tên lửa hạt nhân DF-26 và DF-21 của nước này với tầm hoạt động lần lượt là 4.000 km và hơn 2.100 km. Những tên lửa này không chỉ được sử dụng trong bệ phóng thẳng đứng VLS trên tàu mặt nước mà còn trên tàu ngầm tấn công. Nhưng khi loại tên lửa hành trình tấn công giàu kinh nghiệm trận mạc nhất thế giới của Mỹ chút xuống thì Bắc Kinh chưa chắc đã có thể tránh khỏi bất ngờ và tìm được phương thức đánh chặn hiệu quả, bởi vì suy cho cùng, một núi lý thuyết cũng không bằng một lần thực chiến. Và chẳng có gì đáng sợ hơn khi Mỹ có thể đặt hơn 100 đầu đạn hạt nhân trên thềm nhà của Trung Quốc mà Bắc Kinh thậm chí còn không biết hoặc không thể làm gì. Thật vậy, tàu ngầm hạt nhân mạnh nhất của Mỹ là chiếc USS Nevada thuộc lớp Ohio, mang theo 20 tên lửa đạn đạo Trident và hàng chục đầu đạn hạt nhân, đã có chuyến thăm căn cứ của đảo Guam thuộc lãnh thổ của Mỹ hôm 15 tháng 1 năm 2022. Vì chuyến thăm của Mỹ đến hòn đảo chỉ cách Đài Loan 2.700 km về phía Tây và những xung đột liên quan đến Đài Bắc đã khiến mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh chưa bao giờ thổi nóng bỏng. Nhưng rốt cuộc, Trung Quốc vẫn phải rụt rè chiếc tàu ngầm lớp Ohio một bước, bởi vì nước này không có kinh nghiệm trong chiến tranh chống tàu ngầm và thiếu vũ khí chống ngầm. Không tàu ngầm nào của Bắc Kinh, bao gồm tàu ngầm hạt nhân lớp Shang hay tàu ngầm điện diesel lớp Yuan, có thể sánh được với tàu ngầm lớp Ohio với các thiết bị cảm ứng, tàng hình và vũ khí. Còn tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và trang bị tên lửa đạn đạo Tuyếp 092 và Tuyếp 094 mà Trung Quốc đang nửa úp nửa mở thì chưa được kiểm chứng. Phần lớn các hạm đội tàu chiến của Trung Quốc, bao gồm tàu sân bay Liêu Ninh cũng có vũ khí chống tàu ngầm, nhưng số lượng không xác định và nhiều loại vũ khí, bao gồm ngư lôi chống ngầm, được sao chép từ vũ khí cũ của phương Tây và Liên Xô. Bắc Kinh đã bắt đầu đưa vào sử dụng các tàu hộ vệ Tuyếp 054A vào năm 2008. Chúng được trang bị hai giàn phóng ngư lôi 3 ống loại 324mm bố trí trên boong ở hai bên mạn giữa hai cột tàu. Hai giàn phóng rocket chống ngầm loại 6 ống Tuyếp 87 bố trí trên boong mũi sau vách chắn sóng trước pháo chính. Tuy nhiên, cái khó ở đây là chưa ai chúng ta kiểm chứng được sức mạnh này của Tuyếp 054A. Như vậy, năng lực săn ngầm của Trung Quốc vẫn là một dấu hỏi lớn đối với thế giới, và trong một cuộc xung đột tương lai, các tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio của Mỹ chắc chắn sẽ tung ra những cú đấm cực mạnh vào khả năng tác chiến dưới lòng biển của Bắc Kinh. Tuy nhiên, trên thực tế, sức mạnh răn đe đáng tin cậy nhất không phải là năng lực hải quân mà là sức mạnh không quân của Mỹ. Trong ít nhất 3 thập kỷ qua, Hoa Kỳ đã thống trị lĩnh vực hàng không. Gần đây, Trung Quốc đã sở hữu những trang bị mạnh mẽ, tương tự như máy bay chiến đấu và tàu chiến của Mỹ. Nếu Washington muốn kiềm chế, họ phải phối hợp chặt chẽ với các đồng minh nhằm phá tan chiến lược phòng thủ chống tiếp cận, phong tỏa khu vực của Bắc Kinh. Mỹ đã ở trong tâm thế cửa trên trong vài thập kỷ qua và không nghĩ rằng họ sẽ phải đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào. Washington luôn cho rằng họ luôn chiếm ưu thế trên không. Nhưng Mỹ đừng vội quên, họ đã mất 3.744 máy bay tại chiến trường Việt Nam. Kế hoạch hiện tại của quân đội Mỹ là tiếp tục duy trì 76 máy bay ném bom chiến lược B-52 cho đến ít nhất là năm 2050. Ước tính tổng chi phí thay động cơ cho số máy bay này đã lên tới 1,4 tỷ đô. Vì B-52 vẫn là mẫu máy bay thời kỳ đầu của thời đại máy bay phản lực, nên hiệu suất của nó thấp hơn nhiều khi chi phí lại rất cao. Chính vì thế mà bóng ma B-2 Spirit sẽ là lựa chọn hợp lý hơn nhiều. Ban đầu được coi là một máy bay ném bom hạt nhân chiến lược, B-2 sau đó được cải tiến vào cuối thời kỳ chiến tranh lạnh để hoạt động như một máy bay ném bom tiêu chuẩn. Nó có khả năng xuyên thủng các mạng lưới phòng không, bay tới 9.656 km không cần tiếp nhiên liệu và có thể mang theo 40 tấn bom dẫn đường. Máy bay ném bom B-2 là nỗi sợ hãi đối với Bắc Kinh vì nó không bị radar phát hiện và có thể tấn công bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ Trung Quốc.
Nó có thể cất cánh từ căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam và tấn công các mục tiêu từ Tân Cương cho tới Thượng Hải. Nếu Mỹ và Trung Quốc đụng độ trong cuộc chiến tại Tây Thái Bình Dương, thì Bắc Kinh rất có thể phải hứng chịu vô vàn cuộc tấn công tại bất cứ nơi nào trên lãnh thổ. Hậu quả vô cùng nặng nề. Với B-2, không nơi nào trên lãnh thổ Trung Quốc được an toàn. Bất cứ căn cứ không quân, kho đạn, ga tàu hỏa, nhà máy phát điện hay cảng biển nào của Trung Quốc cũng có thể bị tấn công. Diện tích không phận Bắc Kinh phải bảo vệ tăng lên đáng kể và Trung Quốc sẽ phải phân tán không lực gồm 296 máy bay chiến đấu Su-27 và Su-35 trên toàn quốc. Khả năng đánh chặn phát hiện và đánh chặn sau đó sẽ không được đảm bảo. Máy bay ném bom B-2 là một hệ thống vũ khí nữa thể hiện ưu thế vượt trội mà Mỹ đang sở hữu. Trong bất kỳ cuộc xung đột có thể xảy ra với Washington, Trung Quốc không thể hy vọng tấn công lãnh thổ Mỹ bằng vũ khí thông thường, ngoại trừ vũ khí mạng và hạt nhân. B-2 thực sự không có đối thủ tương thích trong kho vũ khí của Bắc Kinh. Một báo cáo cho biết, một mẫu máy bay ném bom tàng hình đang được phát triển tại Trung Quốc, nhưng đồn đoán thì vẫn chỉ là đồn đoán. Đến nay vẫn chưa có mẫu máy bay nào như vậy được tiết lộ chính thức. Không giống như các loại vũ khí khác, bóng ma này đã từng tấn công Trung Quốc. Một máy bay B-2 đã tấn công nhầm vào Đại sứ quán Trung Quốc ở Belgrade trong một chiến dịch không kích của NATO vào năm 1999. Vụ tấn công đã khiến cho 3 công nhân dân Trung Quốc thiệt mạng và 20 người bị thương. Đã nói đến lực lượng không quân Hoa Kỳ thì đừng quên nhắc đến tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II, một trong những cái tên hiếm hoi có thể khiến Trung Quốc sợ mất mật. Dù có một lịch sử phát triển châm gai do ngân sách bị cắt giảm và chậm tiến độ, nhưng nếu F-35 hoạt động như nhà phát triển quảng cáo, nó sẽ là một trong những tiêm kích đáng gờm nhất thế giới. Tất cả các hệ thống phòng không của Trung Quốc, từ máy bay cảnh báo sớm tới tên lửa đất đối không bảo vệ tàu sân bay hay hệ thống tên lửa vác vai sẽ không đủ khả năng chống lại máy bay tàng hình. Trong khi máy bay chiến đấu như F-35 cực kỳ đắt, một lực lượng có khả năng tàng hình sẽ khiến các kẻ thù phải đầu tư tốn kém để nâng cấp hệ thống phòng không của họ. Cũng giống như F-22 Raptor, F-35 được trang bị một bộ cảm ứng hiện đại có thể thực hiện các sứ mệnh thu thập thông tin tình báo, do thám và chiến tranh điện tử. Hệ thống ANAAQ-37 của F-35 được cho là có khả năng phát hiện tên lửa đạn đạo và các mục tiêu khác trong phạm vi 1.287 km, trong khi hệ thống radar APG-81 có thể vẽ bản đồ địa hình và lực lượng của kẻ thù trên mặt đất. Những tính năng này không chỉ có tác dụng trong thời chiến mà cả thời bình. Và quan trọng hơn cả là lực lượng phòng vệ Nhật Bản, kẻ thù chuyên kiếp của Bắc Kinh cũng được trang bị F-35A. Thậm chí, đồng minh thân cận của Mỹ là Anh cũng được trang bị F-35B trên tàu sân bay Queen Elizabeth và sẽ được triển khai đến khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương để phối hợp với Hải quân Mỹ, tạo áp lực cho đất nước đông dân nhất thế giới. Điều này sẽ khiến Trung Quốc phải đối phó với một liên minh không quân có hiệu quả chiến đấu cao và khả năng sống sót mạnh mẽ. Đây mới là biện pháp răn đe hiệu quả nhất đối với Bắc Kinh. Như vậy, chưa nói đến việc tấn công đất liền mà chỉ giao tranh ngoài biển thôi là đã đủ để khiến Trung Quốc phải kinh hồn bạt vía trước tiềm lực khổng lồ của Mỹ. Tuy nhiên, Bắc Kinh là một trong những quốc gia rất kín tiếng, hiếm khi thông tin về những dự án vũ khí được tiết lộ công khai. Biết đâu, họ đang sở hữu trong tay những con quái vật chưa từng được công bố và chúng ta chỉ biết khi chiến tranh thực sự nổ ra. Sức nóng ở khu vực Thái Bình Dương không hề giảm nhiệt bởi sự chú ý của thế giới dành cho cuộc chiến Ukraine. Ngược lại, thuận theo chủ trương bá quyền hung hăng bắt nạt người của Trung Quốc ngày càng leo thang, thế giới đã hướng ánh đèn sân khấu của cuộc chiến Ukraine sang Bắc Kinh. Ngày 15 tháng 6, Đại sứ Philippines tại Hoa Kỳ là ông Joe Manuel Romades cho biết, việc Trung Quốc tiếp tục bành trướng ở Biển Đông đã trở thành vấn đề an ninh đáng lo ngại nhất của Philippines. Do vậy, Quốc hội Philippines thông qua việc mở rộng hiệp định căn cứ với Hoa Kỳ. Ông nói, Trung Quốc tiếp tục phớt lờ phán quyết của Tòa án quốc tế về các yêu sách của họ ở Biển Đông. Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ mỗi một tấc đất lãnh thổ của mình. Quốc hội Philippines đã thông qua việc gia hạn Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Nâng cao EDCA với Hoa Kỳ. Thỏa thuận này cho phép Hoa Kỳ có thêm 4 căn cứ quân sự mới. Các chi tiết như việc sử dụng và đóng quân của các căn cứ liên quan hiện đang được đàm phán. Ông Romades cho biết, Philippines gắng sức hiện thực hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình.
Manila tin rằng những biện pháp này có lợi cho việc ngăn chặn và củng cố tư thế phòng thủ của mình. Chúng tôi không cần các quốc gia khác bảo chúng tôi nên phải làm gì để phù hợp với lợi ích của Philippines hơn. Ông đề cập rằng Hoa Kỳ là đối tác liên minh hiệp ước duy nhất của họ và Nhật Bản và Úc cũng là những đối tác an ninh có cùng chí hướng. Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Lindsey Ford, phụ trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương, nhận định rằng trong nhiều thập kỷ, quân đội Hoa Kỳ vẫn luôn thúc đẩy và triển khai ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, chẳng hạn như thay đổi Thủy quân Lục chiến 12 thành Trung đoàn Thủy quân Lục chiến 12, thành lập các phi đội máy bay chiến đấu và máy bay ném bom ở Úc, nguyên nhân là do môi trường an ninh không ngừng thay đổi. Hoa Kỳ đang tăng cường hợp tác quân sự với các đồng minh trong khu vực, bao gồm Philippines, Thái Lan và Indonesia, để thích ứng với sự thay đổi của môi trường an ninh này. Nhưng chỗ khác với NATO là Hoa Kỳ không tìm kiếm một cấu trúc ổn định phù hợp với tất cả các nước khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, mà là tích cực xây dựng một mạng lưới an ninh lấy hành động làm định hướng. Cơ quan nghiên cứu của Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 6 đã công bố một báo cáo có tiêu đề Bối cảnh và các vấn đề của cơ sở hạ tầng quốc phòng Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bài viết chỉ ra rằng, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương chiếm vị trí trung tâm trong chiến lược quốc gia của Hoa Kỳ. Một số lượng lớn quân đội Hoa Kỳ đang đóng quân ở đó. Để các lực lượng này hoạt động và hoàn thành các mục tiêu chiến lược, Hoa Kỳ cần duy trì và sử dụng ít nhất 66 căn cứ phòng thủ trọng yếu nằm rải rác trong khu vực. Kể từ năm 2011 đến nay, Hoa Kỳ thông qua đàm phán đã có được 12 căn cứ quốc phòng mới ở Philippines và Úc, xây dựng các cơ sở mới ở Nhật Bản và Guam, đồng thời mở rộng hàng chục căn cứ hiện có trong khu vực. Quốc hội Hoa Kỳ sẽ tập trung đầu tư vào các cơ sở hạ tầng này theo sáng kiến răn đe Thái Bình Dương PDI. Các mạng lưới cơ sở hạ tầng quốc phòng này thực hiện và hỗ trợ nhiều chức năng quân sự, bao gồm căn cứ quân nhân và căn cứ hệ thống vũ khí, bảo trì và sửa chữa, huấn luyện và diễn tập, dự trữ vật tư cho đến các hoạt động nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và đánh giá. Tình hình căn cứ của ngũ giác đài ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương về cơ bản phản ánh những lợi ích cơ bản của Hoa Kỳ trong chiến lược toàn cầu của nước này. Trọng tâm chiến lược của Hoa Kỳ và công trình cơ sở hạ tầng phòng thủ khu vực tương ứng đang thay đổi toàn diện để đảm bảo chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc. Sự bành trướng toàn cầu của Trung Quốc không chỉ vi phạm lợi ích kinh tế, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước láng giềng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, mà còn có ảnh hưởng xấu, mang tính phá hoại đối với các huyết mạch kinh tế, hoạt động hậu cần và đường dây thông tin liên lạc của thế giới đi qua khu vực này. Điều đó buộc ASEAN và các nước khác trong khu vực tìm kiếm sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, các đồng minh và đối tác trong khu vực để cùng nhau chống lại sự áp bức và đe dọa của Trung Quốc. Điều này cũng tạo cơ hội cho Hoa Kỳ xây dựng và mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự trong khu vực. Hoa Kỳ đang xem xét làm sao cho sự hiện diện trong khu vực có thể hỗ trợ đầy đủ các mục tiêu chiến lược và yêu cầu tác chiến của mình. Và liệu việc xây dựng, bảo trì và sử dụng cơ sở hạ tầng quốc phòng có được quản lý và cung cấp nguồn lực hợp lý hay không, bao gồm các tiêu chuẩn và cơ sở để thiết lập các căn cứ ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Làm thế nào để tối ưu hóa cũng như tổ chức, vận hành và khả năng khôi phục của các cơ sở này, vân vân. Chiến lược triển khai tuyến đầu ở Thái Bình Dương của Hoa Kỳ có liên quan chặt chẽ với việc xây dựng căn cứ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Liên quan đến vấn đề then chốt là thiết lập sự hỗ trợ tuyến đầu cho lực lượng hải quân và lực lượng không quân của Hoa Kỳ trong việc triển khai chiến lược tuyến đầu, đặc biệt là ở vùng eo biển Đài Loan. Trong nhiều lần mô phỏng quân sự về xung đột ở eo biển Đài Loan đều có liên quan đến phạm vi kiểm soát hỏa lực của quân đội Hoa Kỳ và thời gian quân đội Hoa Kỳ mất bao lâu để tiếp cận khu vực tác chiến. Nếu chỉ dựa vào quân đội Hoa Kỳ đóng ở đảo Guam và nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm của Hải quân Hoa Kỳ đang hành trình ở khu vực Thái Bình Dương, cũng như quân đội Hoa Kỳ đóng ở Nhật Bản và Hàn Quốc giống như trước đây, thì không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu phản ứng và tác chiến nhanh trong các tình huống khẩn cấp. Giờ đây, việc triển khai quân đội Hoa Kỳ ở cả hai hướng phía Bắc và phía Nam của Đài Loan dường như đang đạt được tiến bộ. Một là khái niệm hoạt động căn cứ tiên tiến viễn chinh EABO của Thủy quân Lục chiến, kêu gọi các nhóm nhỏ Thủy quân Lục chiến đổ bộ hoạt động tại các địa điểm tạm thời, chẳng hạn như hòn đảo hoang vắng trên chuỗi đảo đầu tiên ở Thái Bình Dương. Từ đó, họ có thể thiết lập các điểm kiểm soát và phong tỏa các tuyến đường thủy để thực hiện các nhiệm vụ tình báo, giám sát, trinh sát.
Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ có kế hoạch thành lập một trung đoàn thủy quân lục chiến ven biển có khả năng thực hiện các hoạt động tác chiến theo chiến thuật nhảy cóc dọc theo chuỗi đảo Lưu Cầu ở Nhật Bản. Chuỗi đảo Lưu Cầu chạy từ đảo chính Kyushu xuyên qua quận Okinawa và kéo dài gần như đến cực bắc của Đài Loan. Nếu Hoa Kỳ và Nhật Bản mở rộng căn cứ của họ ở chuỗi đảo Lưu Cầu, các trung đoàn ven biển được triển khai trước nay bao gồm các lực lượng nhỏ gần mặt trận. Trong khi thực hiện các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát vùng biển có thể trực tiếp mở rộng hỏa lực của họ xung quanh Đài Loan. Các lực lượng được triển khai ở đây hầu như có thể phát huy tác dụng mà không bị chậm trễ trong bất kỳ cuộc xung đột bất ngờ nào. Philippines ngày 3 tháng 4 công bố vị trí chính xác của 4 căn cứ quân sự mới được quân đội Hoa Kỳ sử dụng, trong đó có 2 căn cứ gần Đài Loan, lần lượt là căn cứ không quân trên đảo Balabac gần Biển Đông, ngoài khơi phía nam đảo Palawan và căn cứ hải quân ở tỉnh Cagayan, chỉ cách Đài Loan khoảng 400 km. Hiệp định tăng cường hợp tác quốc phòng mà Philippines và Hoa Kỳ ký năm 2014 đã cho phép quân đội Hoa Kỳ sử dụng 5 căn cứ của Philippines. Tháng 2 năm nay, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác chiến lược, tăng số lượng căn cứ quân sự của Hoa Kỳ lên thành 9 căn cứ. Trong số 4 căn cứ mới tăng thêm thì có 3 căn cứ ở phía bắc Philippines. Philippines được bao bọc bởi biển và phía bắc chỉ cách Đài Loan vài trăm km, chân giữ eo biển Ba Sĩ. Chính vị trí địa lý chiến lược quan trọng như vậy khiến Hoa Kỳ coi Philippines là một đồng minh cực kỳ quan trọng trong khu vực, có thể ảnh hưởng đến tình hình ở eo biển Đài Loan và có những tác động đến Trung Quốc. Biển Philippines nghiễm nhiên trở thành nơi lui tới thường xuyên của nhiều nhóm hàng không mẫu hạm tác chiến thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Các tàu hải quân từ Nhật Bản, Pháp và Canada đã tham gia 2 nhóm tấn công hàng không mẫu hạm của hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ ở biển Philippines vào ngày 9 tháng 6. Hàng không mẫu hạm USS Nimitz CVN-68 và USS Ronald Reagan CVN-76 hội ngộ cùng tàu khu trục lớn USS Imozo, JS Imozo DDH-183 của lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản và tàu chiến của Canada và Pháp. Tổng cộng có 13 tàu chiến và hơn 12.000 binh sĩ từ 4 quốc gia tham gia cuộc tập trận. Tư lệnh Jennifer Cottrell, chỉ huy nhóm tấn công hàng không mẫu hạm USS Nimitz 11, CSG-11, cho biết độ tin cậy của lực lượng tấn công hàng không mẫu hạm tích hợp là biện pháp răn đe lớn nhất của Hải quân Hoa Kỳ chống lại những kẻ thù phá vỡ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Hoa Kỳ cùng với các đồng minh và đối tác của mình đang thể hiện khả năng tích hợp liên mạch tất cả các lĩnh vực hoạt động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ và duy trì tự do hàng hải và hàng không ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chuẩn đô đốc Michel Donnelly, chỉ huy nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm USS Reagan 5, CSG 5, cho biết các hoạt động chung của nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm thứ 5 và 11 đã thể hiện khả năng tương tác và khả năng tích hợp hạm đội. Việc duy trì một lực lượng hàng hải nhạy bén có thể mang lại sự ổn định và an ninh cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nếu việc triển khai quân sự của Hoa Kỳ và Nhật Bản có thể mở rộng về phía Nam đến chuỗi đảo Lưu Cầu cùng với việc bổ sung mới nhất 3 căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở miền Bắc Philippines, thế thì chuỗi đảo do Nhật Bản, Đài Loan và Philippines hình thành sẽ ngăn cách bờ biển phía đông của Trung Quốc với biển Philippines. Trong một vùng biển Philippines như vậy, có Nhật Bản ở phía Bắc, Đài Loan và chuỗi đảo thứ nhất ở phía Tây, căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Philippines ở phía Nam, hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ và đảo Guam ở phía Đông. Một khi xung đột ở eo biển Đài Loan nổ ra, biển Philippines sẽ không còn là nơi Hải quân Trung Quốc có thể tùy tiện ra vào. Đối với Trung Quốc mà nói, nó sẽ là một nghĩa địa trên biển. Nó sẽ hứng chịu đòn tấn công từ 4 hướng. Đối với Đài Loan, biển Philippines dường như là sân sau có thể mang đến chiều sâu chiến lược. Đài Loan sẽ không còn là một hòn đảo bị cô lập dưới sự tấn công của Trung Quốc, mà là một pháo đài vững chắc được hỗ trợ bởi vùng biển Philippines. Tiến độ xây dựng căn cứ ở Philippines chỉ là một bước nhỏ trong việc thực hiện chiến lược Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Trong cuộc đối đầu với Trung Quốc, chúng ta nếu muốn biết tầm quan trọng của bất kỳ tiến triển nào của Hoa Kỳ, chỉ cần nhìn vào phản ứng của Trung Quốc là có thể biết ngay được đại khái. Những cặp mắt tin tưởng của dân mạng đã phát hiện ban tổ chức đêm nhạc Blackpink sử dụng bản đồ có hình lưỡi bò và nhận ra hình lá cờ Việt Nam khổng lồ bằng gốm trên mái nhà tại quần đảo Trường Sa bỗng trắng xóa trên phần mềm bản đồ Google Maps. Sự việc Papi bị cấm chiếu, đêm nhạc Blackpink bị thẩm tra,
Phim truyền hình Fly to You bị yêu cầu gỡ bỏ khỏi Netflix và FPT Play chưa nguội thì vấn đề lá cờ Việt Nam hiển thị trên Google Earth lại rộ lên. Có thể thấy tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông trở thành một vấn đề rất nóng thời gian qua. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 7, nhiều người chia sẻ tấm bản đồ trên Google Maps, cụ thể ở khu vực đảo Trường Sa với vị trí vốn dĩ là lá cờ khổng lồ của Việt Nam, nhưng lại hiển thị màu trắng xóa. Lá cờ vẫn nguyên trạng trắng xóa cho tới hôm 12 tháng 7. Hình ảnh này được cho là chụp từ khoảng tháng 3 năm 2022. Theo chú thích từ Google Earth, dữ liệu hình ảnh bản đồ hiện tại được chụp trong giai đoạn từ giữa tháng 3 đến năm 2022, với tọa độ mục tiêu là 8.644137 và 111.919352. Hình ảnh lá cờ Việt Nam là bức tranh bằng gốm với kích thước kỷ lục 12,4m x 25m, 310m2 và đã nằm trên mái tòa nhà hội trường của đảo Trường Sa lớn được 10 năm. Vào các năm 2020-2018, lá cờ này vẫn có thể nhìn thấy rõ trên Google Earth, nhưng hiện nay, hình ảnh nhà cửa, cây cối xung quanh nhìn thấy tương đối rõ, trong khi lá cờ thì trắng xóa. Điều này dấy lên nghi ngờ Google đã xóa đi hình ảnh lá cờ của Việt Nam, thúc đẩy sự bức xúc trong cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng điều này gây tổn hại đến chủ quyền của Việt Nam. Trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh yêu sách đường lưỡi bò chín đoạn, đã có những lời kêu gọi nhau tẩy chay phản đối bằng cách đánh giá một sao đối với hai dịch vụ Maps và Earth của Google. Trong email trả lời của BBC, phát ngôn viên của Google cho biết, vấn đề liên quan đến hình ảnh đang hiển thị là do chất lượng ảnh kém và chúng tôi đang tiến hành các bước cần thiết để thay thế bằng ảnh có chất lượng tốt hơn. Trên Facebook cá nhân, bà Hà Lâm Tú Quỳnh, Giám đốc truyền thông Google châu Á, Thái Bình Dương giải thích thêm về công nghệ và chất lượng hình ảnh. Với các bạn quan tâm công nghệ, có thể tự so sánh chất lượng các ảnh chụp vệ tinh thể hiện trên Google Earth Pro. Qua từng giai đoạn thời gian với cùng pin định vị bản đồ, thì sẽ thấy chất lượng, màu sắc, thông tin chi tiết được thể hiện theo thời gian rất khác nhau. Tất cả hình ảnh này được lưu trữ và công bố công khai cho tất cả người dùng một cách minh bạch. Chuyên gia bảo mật Nguyễn Hồng Phúc viết trên Facebook cá nhân rằng, chất liệu gốm men của bức tranh chính là nguyên nhân khiến nó rất khó hiện lên các tấm ảnh vệ tinh chụp từ quỹ đạo địa tĩnh ở độ cao 35.786 km. Ông cũng lý giải và đưa ra hình ảnh minh họa về nguyên tắc làm mờ của Google đối với các cơ sở quân sự mà chính quyền các nước yêu cầu. Nhưng theo lời ông, Google sẽ kiểu làm mờ nó rất rõ ràng. Nó là làm mờ căm nguyên một khu vực không thể nhìn thấy bất kỳ chi tiết nào. Ông Phúc đưa ví dụ điện Élysée, Pháp, nơi ở của Tổng thống Pháp là khu bị chính phủ Pháp yêu cầu xóa mờ. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, đã có 4 vụ việc phản đối liên quan đến chủ quyền biển đảo Việt Nam. Hôm 3 tháng 7, Cục Điện ảnh cho biết bộ phim điện ảnh Búp bê Barbie bị cấm vì có chứa thông tin nhạy cảm về đường lưỡi bò. Ngày 6 tháng 7, người phát ngôn Phạm Thu Hằng của Bộ Ngoại giao cho biết liên quan đến show diễn của Blackpink. Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác minh về việc ban tổ chức đêm diễn có website đăng bản đồ chứa đường lưỡi bò. Tới ngày 9 tháng 7, Cục Điện ảnh Việt Nam đã đưa ra văn bản yêu cầu công ty Netflix, công ty cổ phần viễn thông FPT gỡ bỏ series dài 39 tập đã được chiếu từ cuối năm 2022, cũng vì đường lưỡi bò trong phim. Và ngày 11 tháng 7, Google phải lên tiếng giải trình về hình ảnh cờ Việt Nam trên đảo Trường Sa lớn hiển thị trắng xóa. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói rằng, những phản đối liên tiếp nói trên cho thấy người dân và chính phủ đều có nhận thức cao về chủ quyền Việt Nam và có phản ứng nhanh mỗi khi phát hiện điều gì đó có thể xâm hại đến vấn đề chủ quyền. Ông Hợp cũng nhận định, hình cờ biến mất không làm ảnh hưởng đến tuyên bố chủ quyền và các mặt pháp lý chủ quyền khác của Việt Nam đối với Hoàng Sa. Nhà nghiên cứu Hà Hoàng Hợp cũng giải thích thêm, ảnh Google Earth được chụp định kỳ chứ không chụp một lần, cho nên theo ông, nó có thể bị nhiễu quang học mờ hoặc nhiễu điện từ gây biến màu. Vì thế, giải thích của Google có thể coi là hợp lý. Đơn giản là phía Việt Nam đã đề nghị Google đưa ảnh khác vào, trong đó có cờ Việt Nam, tiến sĩ Hợp kết luận. Hôm 4 tháng 7, phía Trung Quốc đã lên tiếng vì Việt Nam cấm chiếu phim Barbie vì lý do có đường lưỡi bò. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói với các nước không nên gắn vấn đề Biển Đông với hoạt động trao đổi văn hóa bình thường. Tuy nhiên, việc Trung Quốc liên tục cài cấm bản đồ có đường chín đoạn bị coi là phi pháp, không được quốc tế thừa nhận đã cho thấy rõ Trung Quốc đang cố gắng củng cố yêu sách của mình trên mọi bình diện. Trong những tranh cãi xoay quanh việc cấm chiếu Barbie, một luồng dư luận cho rằng việc cấm và phản đối đường lưỡi bò của Trung Quốc là đúng đắn, nhưng cần tỉnh táo và xác minh thông tin, không phải đường đứt đoạn nào cũng là đường lưỡi bò. Nhà nghiên cứu Hà Hoàng Hợp cho rằng
Trung Quốc đang thực hiện các hành động theo chiến thuật vùng xám và cảnh báo chính phủ Việt Nam và người dân cần đề cao cảnh giác, phản ứng kịp thời nhằm làm thất bại chiến thuật này. Chiến thuật vùng xám, theo ông Hợp, là những hành vi cưỡng ép về kinh tế, chính trị, thông tin, không gian mạng nhưng chưa đến mức xung đột quân sự. Giáo sư Carl Thayer nhận định rằng dư luận Việt Nam luôn cảnh giác trước các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Trên thực tế, vụ đường lưỡi bò trong vụ Blackpink hay hình lá cờ trắng xóa trên Woodward đều là sự phát hiện của cộng đồng Việt Nam. Ông Carl Thayer cũng cho rằng áp lực thường trực từ dư luận đã khiến các nhà lãnh đạo nhà nước phải chủ động bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Đây là trường hợp đặc biệt xảy ra trong năm nay khi công chúng đi đến việc đánh giá liệu nhà cầm quyền có đứng lên để chống lại sự đe dọa của Trung Quốc một cách hiệu quả ở vùng biển gần bãi Tư Chính hay không. Không có gì nghi ngờ khi nói áp lực từ người dân đã khiến các quan chức đảng phải công khai triệt để về việc lên tiếng phản bác những mô tả về đường lưỡi bò trong phim ảnh và các buổi biểu diễn nghệ thuật khác, theo giáo sư Thayer. Vào tháng 5 và tháng 6, Trung Quốc cắt cử tàu khảo sát và các tàu hộ tống đến quấy rầy hoạt động thăm dò dầu khí ở vùng biển gần bãi Tư Chính. Ông Thayer cho rằng, có vẻ như một số quan chức đã tức giận với chính sách ngoại giao bất chấp của Trung Quốc. Mới đây, tàu hải cảnh lớn nhất thế giới của Trung Quốc CCG-5901 vào vùng biển Việt Nam và tiến gần tới các lô dầu khí ở phía nam Việt Nam trong các ngày 5 và 6 tháng 7, trong khi tàu kiểm ngư 277 của Việt Nam đeo bám. Thông tin này được chuyên gia Ray Bao thuộc dự án MIUSU chuyên theo dõi tình hình Biển Đông thuộc Đại học Stanford, Mỹ, đưa ra dựa theo phần mềm theo dõi hàng hải. Thông tin trên Twitter được người đứng đầu dự án MIUSU cho biết cụ thể. Trong các ngày 5 và 6 tháng 7, lần thứ 3 trong vòng 30 ngày, tàu hải cảnh lớn nhất thế giới của Trung Quốc có trọng tải là 12.000 tấn là CCG-5901, bật tín hiệu AIS, ý muốn cho mọi người thấy, đã đi tuần ở các lô dầu khí phía Việt Nam. Việt Nam theo dõi các động thái này bằng tàu kiểm ngư 277. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã có hành động thẩm tra ban tổ chức đêm Blackpink EMEA, vốn có trụ sở tại Bắc Kinh. Chất vấn Google về lá cờ trên đảo Trường Sa lớn và cấm chiếu phim Baby, gỡ phim Fly to You khỏi Netflix, theo giáo sư Thayer. Ngày 7 tháng 7, khi được hỏi về lý do cung cấp đạn chùm cho Ukraine, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã trả lời các phóng viên rằng chúng tôi đã hết đạn. Không rõ là ông Biden vô tình hay hữu ý nói ra điều đó và liệu ông có đang tung hỏa mù hay nghiêm trọng hóa vấn đề hay không. Nhưng rõ ràng đây không phải chuyện nhỏ. Chiến tranh Ukraine không chỉ là câu chuyện của hai nước láng giềng Đông Âu, nó còn là câu chuyện liên quan đến an nguy của cả phương Tây và đặc biệt là nước Mỹ. Các chuyên gia đã cảnh báo, với tốc độ tiêu thụ vũ khí và đạn dược như hiện tại của Kiev, Washington sẽ khó chiến đấu nếu nổ ra chiến tranh với Bắc Kinh. Trong một cuộc phỏng vấn sâu hơn với người dẫn chương trình Fares Zakaria của đài CNN vào cùng ngày, ông Biden nói rằng sau nhiều tháng nhận được yêu cầu từ Kiev, chính quyền của ông đã đưa ra quyết định rất khó khăn là gửi đạn chùm tới Ukraine. Mặc dù trước đây ông từng từ chối yêu cầu này. Về lý do của việc thay đổi quyết định, Tổng thống Mỹ nói, đây là cuộc chiến liên quan đến vũ khí quân sự và họ Ukraine sắp hết đạn, còn chúng ta thì dần cạn kiệt. Đạn mà ông Biden đề cập đến chính là đạn pháo 155mm. Tổng thống Mỹ nói rằng những quả đạn chùm chỉ là giải pháp tạm thời và chúng sẽ được gửi đến Ukraine trong thời kỳ chuyển tiếp cho đến khi Hoa Kỳ và các nhà sản xuất khác có thể cung cấp cho Ukraine nhiều đạn 155mm hơn. Đạn chùm là một phần trong gói hỗ trợ an ninh mới của Mỹ dành cho Ukraine. Với gói tài trợ này, Washington cung cấp cho Kiev vũ khí và thiết bị quân sự trị giá 800 triệu đô lấy từ kho dự trữ của Bộ Quốc phòng Mỹ theo khuyến nghị của Lầu Năm Góc. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết thông tin này vào hôm 7 tháng 7. Các phản ứng về việc chính quyền Biden gửi đạn chùm là rất đa dạng. Trong đó, một số chuyên gia có khuynh hướng bảo thủ đã bày tỏ sự lo ngại và thất vọng về việc Tổng thống Hoa Kỳ lại thông báo với toàn thế giới, bao gồm với cả các đối thủ của Washington, rằng kho dự trữ pháo và đạn dược của nước này đang ở mức thấp. Diễn giả Steve Gerb viết trên Twitter như sau, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang loan báo với toàn thế giới rằng Hoa Kỳ đang thiếu đạn pháo 155mm. Có phải ông Biden không quan tâm đến việc các đối thủ của chúng ta ở Trung Quốc đang lắng nghe? Học giả Matt Whitlock của Đảng Cộng Hòa chia sẻ,
Thật khó để hiểu được lợi ích của việc chia sẻ thông tin này với thế giới. Còn nhà bình luận chính trị Ian Milechion viết trên Twitter, Joe Biden lẽ ra không nên nói to, phần đáng lẽ phải giữ im lặng. Chúng ta đã hết đạn. Nhưng bây giờ thì sự thật đã được tiết lộ. Chúng ta phải đặt câu hỏi liệu việc tiếp tục hỗ trợ quân đội Ukraine có khả thi hay không khi mà xung đột vẫn đang tiếp diễn tàn bạo. Yêu cầu từ Ukraine. Tại hội nghị an ninh Munich hồi tháng 2, Kiev đã một lần nữa đề xuất với Mỹ rằng họ muốn thả đạn chùm chống thiết giáp từ máy bay không người lái xuống lực lượng Nga để giúp ngăn chặn các cuộc tấn công mà Nga đã tiến hành trong nhiều tháng nhằm giành lấy thành phố Bakhmut. Song tại thời điểm đó, ông Biden đã quyết định không cung cấp loại bom này với lý do chúng sẽ làm hại dân thường nếu nổ chậm. Những quả đạn này được gọi là đạn thông thường lưỡng dụng cải tiến DPICM sẽ phát nổ để giải phóng rất nhiều quả đạn nhỏ hơn có khả năng giết chết nhiều người trên một khu vực rộng lớn. Tuy nhiên, nhiều quả đạn nhỏ sẽ không phát nổ ngay lúc đó mà phát nổ rất lâu sau khi cuộc xung đột kết thúc. Điều này gây nhiều nguy hiểm cho dân thường. Việc sản xuất, dự trữ, sử dụng và vận chuyển các loại đạn chùm như vậy bị cấm bởi 123 quốc gia đã ký Hiệp ước Quốc tế năm 2008 có tên Công ước về bom đạn chùm CCM. Mặc dù Trung Quốc, Nga, Ukraine và Hoa Kỳ không phải là các bên đặt bút ký, nhưng một đạo luật năm 2009 của Hoa Kỳ đã cấm Washington chuyển giao DPICM nếu tỷ lệ đạn nhỏ không nổ vượt quá 1%. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ có quyền bỏ quy định này. Các bên ký kết công ước như Canada, Đức, Tây Ban Nha, New Zealand và Vương quốc Anh đã bày tỏ sự phản đối của họ về quyết định cấp bom, đạn chùm của ông Biden. Nhật Bản cho biết họ không phản đối động thái này. Còn loại đạn gửi đến Ukraine từ kho dự trữ của Hoa Kỳ được báo cáo là có tỷ lệ không nổ lên tới 2,35%. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với giới truyền thông vào ngày 6 tháng 7 rằng điều quan trọng là nước này phải nhận được vũ khí và đạn dược cần thiết một cách kịp thời để phản công thành công và tiếp tục giải phóng các vùng lãnh thổ của họ. Ông tin rằng việc chuyển giao vũ khí lần này là vì lợi ích của các quốc gia khác bởi vì nó sẽ giúp quân đội Ukraine ngăn chặn sự hung hăng của Nga trước khi Moscow tiến sâu hơn vào châu Âu. Dù vậy thì quyết định gửi đạn chùm của chính quyền Biden không phải là không đi kèm điều kiện. Đó không phải là một quyết định dễ dàng, ông Biden nói vào hôm thứ Sáu. Tôi đã mất một thời gian mới bị thuyết phục để làm điều đó. Vấn đề chính là hoặc họ Ukraine có vũ khí để ngăn chặn người Nga ngay bây giờ, hoặc họ không có. Cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan nói với các phóng viên vào ngày 9 tháng 7 rằng Ukraine đã nêu rõ bằng văn bản rằng Kiev sẽ không sử dụng đạn chùm ở Nga hoặc ở các khu vực đông dân cư để hạn chế thương vong dân sự do bom chưa nổ. Ukraine vốn đã phải đối mặt với nhiều vấn đề lớn trong việc xử lý bom chưa nổ từ các cuộc chiến tranh trong quá khứ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, gần 1/3 lãnh thổ Ukraine, khoảng 168.350 km2 rải rác bom mìn chưa nổ và các tàn dư chất nổ chiến tranh khác. Các lực lượng Nga đã sử dụng rất nhiều đạn chùm ở Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022. Đạn chùm của họ có tỷ lệ không nổ cao hơn đáng kể so với đạn của Mỹ. Ông Sullivan cho biết tỷ lệ này lên tới 30-40%. Trong tình huống như vậy, Ukraine đã yêu cầu có được bom, đạn chùm để bảo vệ lãnh thổ thuộc chủ quyền của mình, ông Sullivan nói vào ngày 7 tháng 7. Chúng ta, Mỹ, sẽ không để Ukraine không có khả năng tự vệ tại bất kỳ thời điểm nào trong cuộc xung đột này, trong giai đoạn này. Ukraine cam kết thực hiện các nỗ lực giả phá bom mìn sau xung đột để giảm thiểu bất kỳ tác hại tiềm ẩn nào đối với dân thường, và điều này là cần thiết, bất kể Hoa Kỳ có cung cấp các loại đạn này hay không, vì Nga đang sử dụng rộng rãi các loại bom, đạn chùm, ông Sullivan nói thêm. Ông Sullivan nói, chúng ta biết rằng bom, đạn chùm có nguy cơ gây hại đến dân thường bởi có những quả bom nhỏ chưa nổ. Đây là lý do tại sao chúng ta đã trì hoãn quyết định này càng lâu càng tốt. Nhưng nếu quân đội và xe tăng Nga tràn qua các vị trí quân sự của Ukraine, chiếm thêm lãnh thổ Ukraine và nô dịch nhiều công dân Ukraine hơn, vì Ukraine không có đủ pháo, thì điều đó cũng là nguy cơ gây hại đến dân thường. Không chỉ Hoa Kỳ đang cạn kiệt đạn 155mm, các đồng minh châu Âu của Ukraine, những nước đã và đang hỗ trợ các nỗ lực phòng thủ của Kiev cũng đang cạn kiệt kho dự trữ của họ. Theo AFP, Bộ Quan chức Mỹ hồi tháng 11 năm 2022 từng tiết lộ rằng các lực lượng Nga bắn khoảng 20.000 viên đạn mỗi ngày, trong khi Ukraine bắn khoảng 4.000 đến 7.000 viên mỗi ngày
bằng toàn bộ sản lượng hàng năm của Mỹ vào năm 2021 và nhanh hơn khả năng cung cấp của các nhà sản xuất ở các nước đồng minh phương Tây. Ngày 7 tháng 7, các quốc gia thành viên EU và Nghị viện châu Âu đã đồng ý đưa ra gói hỗ trợ trị giá 500 triệu euro, 544 triệu đô cho ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu để cung cấp pháo và tên lửa cho Ukraine, cũng như để bổ sung nguồn cung của chính họ. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là Mỹ sẽ ra sao nếu nổ ra chiến tranh với Trung Quốc, đặc biệt là trong tình cảnh họ đang cạn dần kho vũ khí vì chiến sự ở Ukraine. Cũng trong ngày 7 tháng 7, Lục quân Mỹ công bố rằng họ đã ký kết một hợp đồng trị giá 993,7 triệu đô nhằm tăng sản lượng đạn pháo 155mm. Mục tiêu là sản xuất thêm từ 12.000 đến 20.000 viên đạn mỗi tháng. Theo ông Mark Gonsian, cố vấn cấp cao về an ninh quốc tế tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, Hoa Kỳ đã viện trợ hơn 1 triệu viên đạn pháo cho Kiev. Ông Gonsian từng cảnh báo hồi tháng 1 rằng, với tốc độ tiêu thụ hiện tại, việc hỗ trợ Ukraine là không bền vững và Hoa Kỳ khó có thể tái lấp đầy kho đạn 155mm trong vài năm tới, kể cả khi chính phủ tăng nguồn lực để đẩy mạnh năng lực sản xuất thêm 240.000 viên mỗi năm. Con số này chưa kể đến khoảng 93.000 viên đạn 155mm mà quân đội Mỹ sử dụng mỗi năm cho mục đích huấn luyện. Ông Cassian lưu ý thêm, tốc độ sản xuất tên lửa chống tăng di động chính xác tầm xa Javelin và tên lửa Stinger của Mỹ cũng không theo kịp nhu cầu sử dụng của Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo rằng họ đang nỗ lực tăng công suất để đạt sản lượng lên tới 480.000 viên mỗi năm, 40.000 viên mỗi tháng vào năm 2025. Khi kho dự trữ đạn dược đang ở mức thấp, việc Mỹ can dự cuộc chiến tranh khu vực tại châu Âu đang được giới chuyên gia đánh giá và phân tích sát sao, bởi vì Hoa Kỳ ngày càng bị đe dọa bởi Trung Quốc, một đồng minh của Điện Kremlin. Trong cuộc phỏng vấn với CNN, Tổng thống Biden không nói rõ lắm, nhưng dường như đang nói rằng Mỹ đang gửi đạn chùm tới Ukraine vì chúng ta sắp hết đạn pháo 155mm. Ông Byron York, phóng viên chính trị của tờ Washington Examiner, viết trên Twitter, có vẻ như điều này đang ảnh hưởng đến năng lực sẵn sàng tự vệ của Hoa Kỳ. Một báo cáo công bố hồi tháng 1 của CSIS đã cảnh báo rằng Mỹ sẽ nhanh chóng cạn kiệt vũ khí quan trọng nếu nổ ra chiến tranh với Trung Quốc vì tương lai của Đài Loan. Lý do là cơ sở công nghiệp quốc phòng của Mỹ thiếu năng lực tăng cường đủ tốt trong một cuộc chiến tranh lớn. Washington cũng có thể cạn kiệt các tên lửa chống hạm tầm xa LRASM quan trọng trong vòng chưa đầy một tuần sau khi chiến tranh nổ ra, theo báo cáo. Theo vụ khảo cứu Quốc hội Mỹ, tính đến tháng 12 năm 2022, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt tổng cộng 48,9 tỷ đô la ngân sách viện trợ cho Ukraine. Từ khi Đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát tại Hạ viện hồi tháng 1 năm 2023, Nhà Trắng chưa đề xuất khoản ngân sách mới nào. Theo trang tin Defense One, đến ngày 15 tháng 5, các gói viện trợ quân sự trị giá 36,4 tỷ đô trích từ nguồn ngân sách 48,9 tỷ đô trên đã được chuyển, ký hợp đồng sản xuất cho Ukraine. Hơn một nửa trong số tiền 36,4 tỷ đô được chi thông qua quyền rút vốn của Tổng thống Presidential Drawdown Authority DPA và phần lớn số còn lại cho chương trình hỗ trợ an ninh Ukraine USAI. Quyền rút vốn của Tổng thống cho phép Tổng thống Mỹ Joe Biden lấy trực tiếp khí tài từ quân đội Mỹ gửi cho Ukraine mà không cần sự phê chuẩn của Quốc hội. Sau đó, Nhà Trắng sẽ sử dụng khoản ngân sách viện trợ đã được Quốc hội thông qua để mua vũ khí mới bù cho quân đội của mình. Mặc dù cả Nhà Trắng và Quốc hội đều nhiều lần lên tiếng sẽ ủng hộ Ukraine đến cùng, tình hình tài chính phức tạp của Mỹ khiến thời gian và quy mô của ngân sách nước này viện trợ cho Ukraine trong tương lai xa đều khó đoán định. Không chỉ kinh tế, chính trị cũng là trở ngại để Mỹ đẩy mạnh viện trợ Ukraine. Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 đang đến gần và cả hai đảng đều sẽ thận trọng hơn trong các chính sách của mình. Không đảng nào muốn đưa ra quyết định liều lĩnh lúc này vì hậu quả của nó với kết quả bầu Tổng thống là khôn lường. Bên cạnh đó thì dù chưa nhiều, song bộ phận đòi cắt giảm chi tiêu cho Ukraine trong Đảng Cộng hòa vẫn tăng đều và bắt đầu dành sự chú ý. Thượng nghị sĩ Marco Rubio, Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện từng nói, có vẻ như họ, Ukraine, đang kỳ vọng được tăng ngân sách viện trợ. Họ sẽ quay lại và tiếp tục đòi thêm tiền. Tôi nghĩ đó là sai lầm. Việc cựu Tổng thống Trump từ chối nêu rõ muốn bên nào chiến thắng ở Ukraine trong buổi phỏng vấn cùng đài CNN hôm 10 tháng 5 cũng có thể xem là hồi chuông cảnh báo. Dù vấp phải nhiều rủi ro pháp lý, ông Trump vẫn được xem là ứng viên số 1 của Đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống. Không ít người lo rằng
khả năng hỗ trợ Ukraine của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu ông Trump quay lại Nhà Trắng và chiến sự ở Ukraine kéo dài sang năm 2025. Chính trị nước Mỹ luôn phức tạp và khó lường. Nếu như Đảng Cộng Hòa kiểm soát Nhà Trắng, họ sẽ hướng mũi nhọn của mình về phía Trung Quốc thay vì Nga, và lúc đó mọi kịch bản lại tiếp tục xáo trộn thêm một lần nữa. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Và đến đây, chương trình của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Nếu yêu thích video, quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh như một hình thức ủng hộ đơn giản nhất dành cho ekip. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.